làm bánh. Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2024. Thank you.
Hội thi hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 16 giải thưởng. Thì giải cá nhân sẽ có giải nhất cá nhân nam, nhất nhất cá nhân nữ, nhì cá nhân nam, nhì cá nhân nữ, và giải ba cá nhân nam và giải ba cá nhân nữ. Tương tự đối với giải đồng đội cũng sẽ có nhất nhì ba đối với đội nam và đội nữ. Và sẽ có một giải toàn đoàn, đó là nhất nhì ba, và sẽ có một giải trang phục đẹp nhất. Vị trí số 2 giải cá nhân nam là bạn